Hồ Văn Cường không được sang Mỹ diễn cùng các con nuôi Phi Nhung, Trang Trần để lộ uẩn khúc phía sau. Ba người con nuôi của Phi Nhung được mời qua Mỹ biểu diễn. Sự vắng mặt của Hồ Văn Cường khiến khán giả không khỏi thắc mắc. Liệu có uẩn khúc gì ở đây hay không? Vừa qua, đại diện trung tâm Thúy Nga Paris By Night xuất hiện trên sóng Livestream chia sẻ về Phi Nhung. Tại đây, bà cho biết mình sẽ mời ba người con nuôi của cố ca sĩ là Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang đến Mỹ biểu diễn trong chương trình Tưởng Nhớ Giọng Ca, Bậu Ơi Đừng Khóc, sắp tới. Việc Hồ Văn Cường không được mời khiến công chúng thắc mắc. Nhiều người cho rằng lý do liên quan đến ồn ào tiền nong thời gian qua của nam ca sĩ và phía công ty Phi Nhung. Trả lời chuyện này, trung tâm Thúy Nga chỉ trả lời đơn giản rằng Hồ Văn Cường trước đó đã diễn ở sân khấu của mình, chỉ ba cô con gái nuôi trên là chưa được biểu diễn lần nào. Ở phía khác, fan của Hồ Văn Cường lại tuyên bố thần tượng không cần đến Mỹ biểu diễn nên việc không được mời cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chuyện bắt đầu căng thẳng khi họ còn vào tận trang fanpage của Trang Trần để lại bình luận. Cụ thể, thấy cựu người mẫu chia sẻ lại linh báo nói về chuyện ba cô con gái của Phi Nhung được sang Mỹ, một người tuyên bố Cường nó cần sao 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 gì. Trang Trần lập tức đáp trả, cho rằng Hồ Văn Cường không phải không muốn đi mà dù có muốn cũng không được mời. Chân dài tuyên bố có cần có muốn cũng không được em nha. Chả có ca sĩ nào mà không cần lên sớ khấu em nha. Nhất lại là sân khấu danh giá. Bình luận của Trang Trần khiến cộng đồng mạng lại thêm xôn xao. Nhiều người càng nghi ngờ, liệu có uẩn khúc gì sau chuyện này hay không? Hồ Văn Cường không được mời liệu có đơn giản chỉ vì đã từng diễn ở sân khấu này. Hàng loạt phỏng đoán được đưa ra, dĩ nhiên Hồ Văn Cường vẫn giữ im lặng như thói quen từ trước đến nay. Hiện tại Hồ Văn Cường đã chấm dứt hợp đồng với công ty của Phi Nhung. Nam ca sĩ nhận lại toàn bộ cát xê trong 5 năm qua, cộng thêm 500 triệu đồng cố ca sĩ từng hứa cho riêng. Trước đó, Hồ Văn Cường từng bị Trang Trần, quản lý cũ của Phi Nhung cùng một số người thân quen của mẹ nuôi chỉ trích thái độ. Họ cho rằng quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 vô ơn, nhẫn tâm nhìn Phi Nhung mang hàm oan vì mình. Hồ Văn Cường bị, gạch tên, khỏi danh sách mời sang Mỹ hát Tưởng Nhớ Phi Nhung, lý do gây xôn xao. Khán giả không khỏi bất ngờ khi Hồ Văn Cường không có tên trong danh sách con nuôi được mời sang Mỹ tưởng niệm Phi Nhung. Mới đây thông tin Hồ Văn Cường không có tên trong danh sách những người con nuôi được mời sang Mỹ hát Tưởng Nhớ Phi Nhung gây xôn xao MSS. Theo đó, một trung tâm ca nhạc hải ngoại nổi tiếng đã livestream với sự góp mặt của Gigi Phương Trinh và con ruột Wendy Pham. Tại đây, người của trung tâm hải ngoại đã tiết lộ sẽ mời con nuôi Phi Nhung sang để hát tưởng nhớ cố ca sĩ. Theo chia sẻ, người này cho biết sẽ mời ba người con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang sang Mỹ để hát tưởng niệm Phi Nhung. Cô chia sẻ, phía trung tâm đang có ý tưởng làm một tiết mục để tưởng nhớ Phi Nhung trong số sắp tới. Phía trung tâm đang hy vọng sẽ kịp làm visa cho ba cháu Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang qua để hát một bài hát tưởng nhớ mẹ Phi Nhung. Đáng chú ý ở đây, trong danh sách không hề nhắc tới Hồ Văn Cường khiến khán giả xôn xao. Được biết Hồ Văn Cường đã từng cùng cố ca sĩ Phi Nhung biểu diễn trên sân khấu hải ngoại này. Tuy nhiên sự không xuất hiện và vắng mặt trong danh sách lần này của nam ca sĩ khiến không ít người tò mò. Nhiều khán giả đoán non, rằng do ồn ào giữa Hồ Văn Cường và cố ca sĩ Phi Nhung chính là nguyên do cậu không được mời. Cụ thể, Hồ Văn Cường từng vướng tranh cãi với mẹ nuôi và chuyện tiền nong liên quan tới ekip cốc A sĩ Phi Nhung. Trả lời vấn đề này, đại diện trung tâm giải thích rõ, trước đó cháu Hồ Văn Cường từng biểu diễn trên sân khấu này rồi, chỉ có ba bé là Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang chưa được biểu diễn nên chúng tôi mới đưa ra ý tưởng như vậy. Đại diện trung tâm hải ngoại cũng chia sẻ thêm, số tiền quyên góp cho quỹ từ thiện Phi Nhung cũng được nhắc đến trong buổi livestream này. Trong 3 tuần, gần 100.000 đô la Mỹ tương đương 2,3 tỷ đồng đã được gửi đến và vẫn còn nhiều phong bì chưa thể kiểm kê hết. Theo đó, sư thầy tiết lộ sau 3 tuần thờ hương linh của Phi Nhung, số tiền tỉnh xá nhận là 22.711 đô la Mỹ, khoảng 500 triệu đồng. Tiền nhận được tại đám tang một nửa sẽ đưa sư thầy, nửa còn lại gửi về Việt Nam hoặc hội từ thiện nào đó giúp cho những nạn nhân của COVID-19. Nhiều đồng nghiệp, bạn bè ủng hộ dưới tên Phi Nhung 50.000 đô la Mỹ, hơn 1,1 tỷ đồng vào quỹ từ thiện xây trường. Ba con gái nuôi Phi Nhung được mời sang Mỹ biểu diễn tưởng nhớ mẹ, Hồ Văn Cường bị cho, ra rìa, vì nguyên nhân gì? Nhiều khán giả không khỏi thắc mắc về việc Hồ Văn Cường không được biểu diễn ca khúc tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ. Để tưởng nhớ cố ca sĩ Phi Nhung, vào sáng ngày 19 tháng 10, một trung tâm ca nhạc nổi tiếng hải ngoại đã tổ chức livestream có sự góp mặt của người chị em thân thiết Gigi Phương Trinh và con gái ruột Wendy Phạm. Trên sóng trực tiếp, đại diện trung tâm ca nhạc này đã có những chia sẻ đặc biệt về Phi Nhung và tiết lộ điều đặc biệt liên quan đến các con nuôi của cố ca sĩ. Theo đó, người này cho biết trong thời gian tới, ba con nuôi của Phi Nhung là Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang sẽ có chuyến bay sang Mỹ để ghi hình ca khúc tưởng nhớ người mẹ quá cố.
Cô chia sẻ, phía trung tâm đang có ý tưởng làm một tiết mục để tưởng nhớ Phi Nhung trong số sắp tới. Phía trung tâm đang hy vọng sẽ kịp làm visa cho ba cháu Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang qua để hát một bài hát tưởng nhớ mẹ Phi Nhung. Còn nhớ nhiều năm về trước, Hồ Văn Cường từng xuất hiện tại trung tâm ca nhạc này. Tuy nhiên trong lần này, việc nam ca sĩ không được mời biểu diễn khiến không ít khán giả thắc mắc, tò mò. Trả lời vấn đề này, đại diện trung tâm giải thích rõ, trước đó cháu Hồ Văn Cường từng biểu diễn trên sân khấu này rồi, chỉ có ba bé là Tuyết Nhung, Thiên Ngân và Quỳnh Trang chưa được biểu diễn nên chúng tôi mới đưa ra ý tưởng như vậy. Vậy là trong thời gian tới, ba cô con gái nuôi của Phi Nhung sẽ cùng nhau sang Mỹ để thực hiện ghi hình tưởng nhớ người mẹ quá cố. Ngay sau khi biết tin, Tuyết Nhung con gái nuôi cố ca sĩ Phi Nhung gửi lời cảm ơn đến trung tâm và mọi người, hứa sẽ hát thật hay trong ngày đặc biệt để gửi tặng người mẹ quá cố. Và chắc chắn rằng, Phi Nhung nơi suối vàng sẽ rất vui trước món quà của các con. Hồ Văn Cường không được sang Mỹ diễn cùng các con nuôi Phi Nhung, Trang Trần để lộ uẩn khúc phía sau. Ba người con nuôi của Phi Nhung được mời qua Mỹ biểu diễn. Sự vắng mặt của Hồ Văn Cường khiến khán giả không khỏi thắc mắc. Liệu có uẩn khúc gì ở đây hay không? Vừa qua, đại diện trung tâm Thúy Nga Paris by Night xuất hiện trên sóng Livestream chia sẻ về Phi Nhung. Tại đây, bà cho biết mình sẽ mời ba người con nuôi của cố ca sĩ là Tuyết Nhung, Thiên Ngân, Quỳnh Trang đến Mỹ biểu diễn trong chương trình tưởng nhớ giọng ca, Bậu ơi đừng khóc, sắp tới. Việc Hồ Văn Cường không được mời khiến công chúng thắc mắc. Nhiều người cho rằng lý do liên quan đến ồn ào tiền nong thời gian qua của nam ca sĩ và phía công ty Phi Nhung. Trả lời chuyện này, trung tâm Thúy Nga chỉ trả lời đơn giản rằng Hồ Văn Cường trước đó đã diễn ở sân khấu của mình, chỉ ba cô con gái nuôi trên là chưa được biểu diễn lần nào. Ở phía khác, fan của Hồ Văn Cường lại tuyên bố thần tượng không cần đến Mỹ biểu diễn nên việc không được mời cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chuyện bắt đầu căng thẳng khi họ còn vào tận trang fanpage của Trang Trần để lại bình luận. Cụ thể, thấy cựu người mẫu chia sẻ lại linh báo nói về chuyện ba cô con gái của Phi Nhung được sang Mỹ, một người tuyên bố Cường nó cần sao 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 gì. Trang Trần lập tức đáp trả, cho rằng Hồ Văn Cường không phải không muốn đi mà dù có muốn cũng không được mời. Chân dài tuyên bố có cần có muốn cũng không được em nha. Chả có ca sĩ nào mà không cần lên sớ khấu em nha. Nhất lại là sân khấu danh giá. Bình luận của Trang Trần khiến cộng đồng mạng lại thêm xôn xao. Nhiều người càng nghi ngờ, liệu có uẩn khúc gì sau chuyện này hay không? Hồ Văn Cường không được mời liệu có đơn giản chỉ vì đã từng diễn ở sân khấu này. Hàng loạt phỏng đoán được đưa ra, dĩ nhiên Hồ Văn Cường vẫn giữ im lặng như thói quen từ trước đến nay. Hiện tại Hồ Văn Cường đã chấm dứt hợp đồng với công ty của Phi Nhung. Nam ca sĩ nhận lại toàn bộ cát xê trong 5 năm qua, cộng thêm 500 triệu đồng cố ca sĩ từng hứa cho riêng. Trước đó, Hồ Văn Cường từng bị Trang Trần, quản lý cũ của Phi Nhung cùng một số người thân quen của mẹ nuôi chỉ trích thái độ. Họ cho rằng quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 vô ơn, nhẫn tâm nhìn Phi Nhung mang hàm oan vì mình.